Nay hướng dẫn anh em cái cách để chế một cái độ pin cho cái vợt mũi nha. Hiện nay thì những cái vợt mũi của chúng ta sau khi sử dụng một thời gian thì nó bị hư cái cục pin. Bởi vì như các bạn cũng biết là cái cục pin của tụi vợt mũi nó là cái pin pin gọi là ắc quy nha các bạn, pin ắc quy 6V ha. Thì sau một thời gian xài thì nó sẽ bị hư. Và cách để chúng ta có thể sử dụng lại và cũng giống như để xài cho nó bền đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái cell pin 18650 ha. Thì cái cell pin này thì nó cũng có khá là nhiều cái dòng dòng cell khác nhau. Ví dụ các bạn có thể chơi luôn cái cell 3000 này này, xài chắc cả tuần với sạc ha. Đó, hoặc là chơi cell 5000 này. Đó. Thì xài chắc thiên thu luôn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mạch gọi là mạch tăng áp kim sạc nha. Cái mạch này thì nó cũng khá là gọi là phổ biến nha. Và cái mạch này nó hay ở một chỗ là nó sẽ dùng cái pin này này các bạn. Pin 4 chấm nó kích từ 3,3 3,6 đến 4,2 lên khoảng 6V. Để nó sử dụng cho cái vợt mũi, bởi vì cái vợt mũi này chúng ta phải sử dụng cái nguồn là 6V nha các bạn, cái ắc quy 6V nha. Đó. Thì nó mới đủ khỏe nha. Thì cái mạch này thì nó khá là đơn giản, là các bạn chỉ cần hàn một cái cục pin 18650 vô đây. Lưu ý là chúng ta hàn cái pin gọi là pin không có mạch bảo vệ nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn hàn cái cục pin có cái mạch bảo vệ á, là nó sẽ đóng nha. Nó đóng. Nên là anh em chú ý là chúng ta sẽ sử dụng cái pin là không có mạch nha, bởi vì trên cái mạch này thì nó đã tích hợp cái bộ gọi là bảo vệ rồi. Mạch sạc và mạch ngắt rồi nha. Và ở đây thì nó sẽ có một cái ngõ ao này thì nó được điều chỉnh bằng cái con điện trở này này các bạn. Đó, cái con điện trở này nó có cái tính năng là nó sẽ tăng áp, giảm áp ha, điều chỉnh vôn. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái vôn của cái thằng output này này ra còn khoảng 6V ha. Thằng này nó sẽ kích lên được 8-9V luôn các bạn. Đó, từ 5V mà các bạn kích lên được 8-9V luôn. Thì chúng ta kích tới 6V thôi. Bởi vì cái vợt mũi này nó xài 6V là nó đầy ha, sạc 6V đầy thì chúng ta kích 6V chúng ta xài thôi. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có cái cổng micro này, chúng ta để sạc nha. Sạc bằng mấy cái cáp sạc điện thoại á. Còn ở đây nó có hai cái chân gọi là chân in, thì trong trường hợp các bạn không xài cái chân này thì các bạn có thể sử dụng cái chân in này chúng ta cấp nguồn nha. Các bạn cấp cái nguồn 5V này nó thì nó sẽ sạc cho cục pin này. Và sau khi sạc đầy thì nó sẽ tự động nó ngắt nha. Đó, thì cái output của cái mặt này chúng ta sẽ hàn vô cái cục input với cục pin này này các bạn. Hồi nãy mình có xả ra. Mình xả ra thì giờ mình hàn vô đây ha. Thì sau khi hàn vô xong thì mình sẽ test cái nguồn. Ở đây mình sẽ nhấn mình test cái đèn trước nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái đèn nó sáng ha. Đèn nó sáng nha. Đó, rồi. Thì sau khi chúng ta test đèn nó sáng ok xong là nó đã hoạt động lại ok nha. Đó, thì sau đó chúng ta sẽ lắp vô thôi các bạn. Hết sức là đơn giản nha. Đó, này, khi mà mình bấm là đèn nó sáng này. Tại do không có cái con muỗi nào nó không kêu nha. Đó, chúng ta gạt lên thì nó sẽ sáng cái đèn ha. Sáng đèn này. Đó, tắt này. Đó. Rồi, ok. Thì các bạn cứ làm theo cái cách của mình là chúng ta sẽ độ được cái vợt mũi này, chúng ta sẽ xài rất là bền nha. Đó, thì cái này thì các bạn cắm sạc cáp sạc vô đây, hoặc là các bạn dùng cái nguồn 5V các bạn cấp vô đây thì để cho nó sạc khi mà chúng ta khi xài mà nó hết pin nha, thì nó hết sẽ tự động nó ngắt nha, cái mặt này nó sẽ ngắt pin luôn. Rồi, ok.